mà chứ không sắp đặt đấy nhưng nâng mình to review nó lơ đây là mình modeling mình thay một tiết chẳng cần bị sắp đặt môn nhưng bạn khơi như hay modeling xem ra RC circuit mà chẳng sẽ mấy cái modeling bảo viết chia first order differential equation hay nhưng miền đặc biệt chúng nắm cứ tha nhưng qua năm mới phim nhưng đang làm việc first order cứ tam một dạ nhưng mới là storage element trên khung electrical circuit này nhưng miền storage element tại mùi thế nó cứ capacitor và trong line capacitor tầm này tầm nông riêng chỉ ra năng voltage cứ chia để được về thêm pel first order đối với hai bàn chia system bao giờ nó cứ first order hai bộ toàn một tiết nhưng các bạn khởi hai này cứ modeling dùm là circuit OLC chẳng được lại này dùng miền element P đài chỉ storage element L nâng cứ chỉ storage element mối đài vì tốc tham bộ chỉ là cái nạ flux magnetic hai capacitor này có việc tốc tham bộ chỉ là cái nạ potential bạn chẳng tâm nhạc tâm nâng riêng dựa năng voltage sẽ mẹp ở chỉ để về muối hay tâm nhạc tâm nâng riêng dựa năng voltage này lành pastor cũng biết để về muối tiền đài nè hàm muối để về ai là đi thi muối tiền để về u là đi thi trong pi nâng dương chùm nua anh nhạc cho làng tới dương tôi bàn cho ông khói cứ mấy ca đi phòng xe làm đập pi để dương màn khơi những lành đi mà tăng pi cả này cứ dân sầm rai trên chia sầm mấy cả đài nằm bánh người tam là gì ạ bắp kick show kick show voltage law hay là kick show current law và những pra kick show current law cứ nằm bay xây tầm nền riêng giòn này lạnh khai tạo mọi dụng chi dùng bật giòn tạo ai sao ta voltage trong capacitor trong trong cái sầm mấy cả những tụ bán cứ nhét chi voltage capacitor chẳng nhặt là muối, tại dương miền lục đạp rồi đó từ pi, chẳng chỉ second order differential equation. Hay sai cong này second order differential equation cứ miền tầm rộng bài lý, mà cứ miền là cái này n hàng từ vô này tí cứ miền còn prap từ việc lại này cứ sâu nữa, lại nắng. Mà hay vì nó cut vì convert cho ra tầm lại constant là sai từ lớn input voltage. Mà nó chỉ chỉ rất là cái này robot second order không cạn này ní gặp bất cứ cạn này over dam và over dam mà này thầm ấy mà over dam cứ admin oscillation đây ra resistor nhưng mình tầm này thùng không cạn này mùi tiết và under dam cứ trai oscillate nè chồng và chẳng oscillate bài này cứ under dam chức lại này nhưng mà chia tha vì mình tranh tầm rong tay mà bấm hên thế bây giờ mình khơi chậm rãi nữa về cái rãi mình tiến bạn mà này lùm ắt này bấm hên thì mùi nữa mà chân này electrical của mình vẫn đang thêm lực lượng vì sập đà môn tình tình thế nữa cho đó mechanical elements hay năng modeling và những khơi nhà component ni môi này mechanical system cứ dương ai cầm nót mấy cái đài này mấy sản phẩm element ni môi nó bán cứ tam liệt cả para newton second law đây sẽ bảo tỷ pi newton cứ power bộ cầm lang hàng cao từng óc mà mắc còn được sử dụng và chẳng được nông rung này dân khởi nhờ dân miền tờ mạc ni muối
object ni muoi de mien ma am hai vi tu rong nei kamlang hang krau doy ta app ni muoi de hai tư đau da jeung jeung thoe kamnot tư đau cholana chang x dot hay nang x double dot ma na je position u tho ta jeung jeung label krat ni kai nang ke kai 0 chang ka na vi move u tho kai center vi ka na center vi move ban bantich mù mà đo lại đi chân riêng miền tầm lại vậy nên cứ chỉ ở chân tờ hay là về đây bị mù vì miền là bướm này vì miền sầm tụ chậm anh đọt anh đã bỏ đọt nó cứ là bướm này sầm tụ thì chấp bắp thì pin như toàn cứ phải bộ cầm lang hàng cài từ áo sma má con này sầm tụ chân sầm tụ cứ chỉ để về thì pin này potion anh đọt đi anh đã bỏ đọt và anh ấy nhầm hợp với ta họ bộ cầm lang hàng cào từ ở trên bờ sân ông mà anh nhầm miền cầm lang tụi mua một hàng này đá thọ nữa ở thọ rồi sơ miền sông kháng trên miền ai vòn mùi tiết trên ở lại ai giờ lấy nhìn bắt đầu từ chía ai đội ai vòn này đấy ai vòn nó bị chia ra vì tự đào bỏ ấy trên mà nay mặt hàng đấy cứ họ bộ cầm lang hàng cào từ ở ở trên miền bờ lơ mà nè hay mặt hàng tiết cứ mặc con ấy sụp tục chân đi xem đẹp cho là trọng thả translation cho là trọng xem đẹp cho là vô với Newton second law được nghĩa còn đại diện thử chết với analogy vì translation motion màu rotation motion vì mass màu moment of inertia cho những khơi đôi chì flywheel ni muoi ba khiem chreu reuk direction rotation baib ni vichamien ba srai na ye srai jeung meur mo phang na mo la ba jeung meur mo phang ni vichamien tis ni keu mien na jeung meur mo phang na ne phneik ba jeung meur mo phang na vich ba bich ye meur khoeng ye bình tội bê à anh đang thứ mấy không vậy nè bình đang tội bê nhé về tại bởi chúng dễ ai khơi nhé toàn khi mà sao chỉ control rồi ấy mà chẳng ấy ok chẳng và xem rap cho nào vớ tự đa vị trí miến nhưng thầm mông tự đa vị trí miến cứ bị chia ra thành nhiều cái chẳng bên này phần này mưa bị hàng này mà vậy nhé bạn chương trình thứ analogy về mass mà inertia và hai cầm láng vì cầm láng ai này tới chia thọc rồi có việc là những hai những thằng mồm mần đấy rồi có mồm mỏng bây giờ mà rằng cho nên trong phần bộ cầm lang hàng cầu đó mà mắc còn sầm tụ đó bị cho nên với phần bộ thọc hàng cầu đó mà inertia còn ấy sầm tụ mồm và chẳng ở vậy là những khơi và những phương analogy cứ vì mắc mà inertia mắc về represent này cái mắc về nằm nang ở cái chi resistance đại mình chọn ai miền cho là mà này là ủ sạ này mà đài mình chọn ai miền cà phê pro cho là mà là bờ sân riêng miền object mũi miền mạ thống ở đâu rồi lán miền làn tối làn thống riêng riêng rối miền trong từ mục này mình nhận còn bờ sân riêng phong từ mục riêng trong tục viết của bạn tục đài mà này mà nó cứ lòng này vì mình chọn ai miền cà phê pro cho là vì tục á in a show đi kia đấy cứ việc bằng tốt mình trong ai miền cà phê pro cho là vừa
Chúng ta sẽ còn dùng những người thống. Dùng bây giờ dùng trong bộ vật viên tử vong của tăng á, của bà. Còn đặc biệt vì vật chú ổn tích, dùng trong tục vĩnh của tục của bà này. Vô tập vật, vô viên thay vì ở trong bài bộ cho nà. Bởi vì bông miền cho nà, dùng được phẳng tục vĩa. Vô viên ở trong chụp này. Chụp tích 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 nó mới mang chụp. Tại đó. Chẳng thọc đã dùng apply từ lơ. Apply từ lơ còn dùng, bởi thọc dùng kháng. Vì ai stu lang hình lươn này, bởi thọc dùng tách. Vì stu tích tích này. Stuk tích tích nhưng mà này là vì chậm đam mình là bươn lươn đánh lãng lươn tới lươn tới. Như thế, xâm tố nhau nghe chẳng. Chắc alpha này cứ chỉ xâm tố mũm. Ờ, đại dương ai tự xây chi tà ta đọc bảo đọt. Và alpha, alpha này cứ xâm mà đang omega đọt. Né angle of, anh ấy cứ omega angle of velocity bươn mũm. Và chắc này cứ xâm tố mũm. Và alpha cứ chỉ xâm tu mồm, omega ní bán bơn mồm đó. Thà mày ghé? Omega đốt bị lớn ban này, omega đốt cứ chỉ alpha. Nhưng cái alpha nó cứ bị lớn thì mới omega đốt, nhưng cái omega phát đề là vay mũi tiền. Nơi này nó cứ smart đó. Bà miền tâm nuôi tiết đấy. Bà mà thế chứ không to là một tiết. Anh ta cho nà vơ. Cho nà vơ cứ object đầy thật vơ lắm. Vật thô đầy vơ lắm vì thật tâm in inertia vào việc. Nick modeling này dân ạ complete thôi chỉ complete modeling để riêng còn là đau từ lơ tha thầm ép object mũi để miễn initial nó cái này apply thôi tôi bị vừa mới nhưng ai im nhưng ai dùng tha chỉ là bón float in space admin drag admin cut hay riêng apply moment là talk là vì thế này nó bây giờ riêng sắc xa full modeling là đang riêng chạm take into account nó factor FCC để miễn đó. Ô thôi bên bên sân nhân thơ modeling gặp DC motor nó như mình cần đấy. Và trường hợp đó cứ spring, mà spring là cái thơ máu cứ với mình là cái nạn linear hay là mình simplify modeling cứ chiêm thơ giống vậy. Spring nó về linear, linear trong này mà trong này tha, okay, the bong là spring để cho mặt miền đã object mà hay sao nhưng từ tua bàn cặp bùa bỏ về nó cứ a zero, nè này a zero. Hay nó về đây trong đạo ma mui bị lớn. Nhưng khi thằng vi slot pi cặp bùa cái này, mò cái này, thấy đấy. Chẳng biết đây là vi slot cho a. Tới bây giờ bữa sáng nhâm time ma mui tiết âm thu mui tiết là âm thu thôi âm thu sma âm vòn nè này. Bộ âm thu mà âm vốn nhưng thay nó mới biết vi slot cho x mùi điện pi pi anh mau này nhớ đấy chứ ta một dạ nắng cứ dương ai sau này than thá cầm láng cầm rồi có bảo cầm láng đai miền bờ bộ màu lơ spring nắng chị sẽ đánh cái gì tầm nguồn bảo mà nắng ấy vi sao mát chỉ mùi nắng áp hiệp đây slot cho nắng sạch ruồi, như vậy là sạch ruồi. Bữa sau spring nó dùng đặt tiền tiền bị dìa với anh đang dùng thả sạch lụt đường đời. Chẳng lẽ là nào? Tại ruồi như đôi còn lụt nó cứ vì group tam lẽ khá tam formulation định kia đấy. Rụng muốn đấy cứ cầm láng mà mê con mũi con nó sạch lụt. Như thế. Bởi vì đặt mà đi bấy vì hồi bay ấy đường đời. Vậy đấy, phần này gọi là x small man. Và càng rối x small man cứ việc xảy ra là hết spring, spring nó hiện sạch vì hiện thông. Rồi có hiện tội.
bộ tối vì tôn khăng nó sạch luôn nó bị ai về nhở đấy cho nên nhưng số trăm ra đây nữa và the bay rotational spring rotational spring cứ vì mình lẽ ra sở đi mình giải còn là lời nó dương dương trong thôi miền cho nó là spring nó cứ dương apply torque rồi mình apply torque bị cái này đấy tiền mà này nhé chỗ đặt bộ còn mình và dương apply torque này chân spring nó vì năng vừa đòi mồm tài tả ai và spring mình liệt là linear chân torque từ mà mấy con khe là mũi còn ai tài tả khe với sợi lơ geometry là vào spring này. Hay năng material là vào spring nhưng remove về nhưng remove về mà này thế là những tiền nhìn tiền lẽ nào tiền bùng vỡ là những tiền chập bùng vỡ bây giờ nè nè đây à mẹ những à mẹ đây những tiền vu nướng à nó gặp bất những tiền tam cầm lăng pa hai mẹ này phần đây những apply cầm lăng pa đang côn dùng mũi cam bằng về mới bị chênh thọ này được chênh màu mỏng này trong hình nhớ bộ thọc nâng viết má cầm láng con này đầy khổ chẳng bàn này là cầm láng tam tự tạc ní hay con đầy khổ vậy ní mình là dần cầm láng con đầy khổ tới những bàn thọc nâng này bảo thọ này chỉ cầm nữa nè đầy khổ chắc đôi là mệt hâu chứ là mệt chiên sầm nón á nè mệt về nhé và một toa một tiết mechanical element modeling sẽ map damper và element một toa đấy cứ damper và để những hạng bùm schematic và viết cứ bài này ai khi em cù rụp và hai chạy sai cứ bài này khung năng cứ khung damper năng cứ dùng miền brain hay dùng miền ron cho lọc pin mặt hàng thành mặt hàng tiền này đâm bay mà là dạng đạm mạc vì sọt lừa vì máu nên đạm mạc sọt lừa năng máu anh đang viên năng sọt mà không prey hàng này hàng cấm thì chẳng prey thì việc rập lâu rốt chân nhỉ chẳng việc rập lâu rốt chân việc rốt chân ta muốn tụi như mùa này vinh mà lừa này vinh đấy chứ bờ rốt năng càng là tụi bà này là dừng sọt tơ nó cứ càng tăng này mình nhắn và hơi vì miền lạc nạ ta bờ sân chia dạng đạm mạc âm tầm mùi đấy vì những đại tới vì năng lại cho đời là bươn vì mùi hiện tại vì những đại mà năng pi pan kia vì lại cho mọi đời là bươn vì đại lương điều muốn pi đòn nhớ đấy chẳng cứ sập mắm bên này thà là bươn sợ ma chỉ mùi năng cầm lăng sợ cọt mỏ cho mỏ đấy chẳng mà được gọi cầm lăng sợ ma chỉ mùi năng bươn thế nhé cụ pre nhớ vì rốt tới vì mình cắt không năng á thăm mày ghê không mà tao miền bồm bồm miền miền nào phần này là sữa hay miền phần này là snow đọc nâng không nữa hay miền miền phê như không nâng đấy hay mà không là kỳ sinh cứ rơi stong nâng không nâng này hydraulic damper nó vì anh đã vì anh thưa ca lẽ là chia cường từ tú rồi còn chia nè vì chia actuator rồi còn chia cái ai thằng mà chia load nè rồi mua chia actuator rồi mua chia load và vì chị đã tôi chia load chứ không vì chia damper và hydraulic excavator để ấy là năng vì chia actuator bên này cái bánh sầm biết cho bị khăn này vẫn hay vì miền cho là bươn thề vậy trời thế sầm biết còn một cắt trên cùng làng đấy là những khi viên lô trên thề mà chắc ấy
chứ nhưng khi viên đấy group lệ khan tha lệ bướn sao mà được cùng làng đại đấy chẳng những ban lại nấy dân tha cầm láng sạm mà cho mùi nâng lực bừa nấy chẳng mê con xí nấy về sài lỡ geometry một cách sài lỡ tùm hôm này run để làm về fleet hồ tờ mò nâng và chẳng nấy cứ chỉ tờ ràng mùi ra dân sạm mà rai mê khả nấy khỏi là mình tặng bay nâng nhưng mình spring cầm láng sạm mà cho mùi nâng bầm lạc tí để bệ đèm phơ dân khuyên ta cầm láng xạ màn cho mùi nắng là bướn hời mà này cầm láng và cầm láng xạ màn cho mùi nắng sầm tủ nhé yeah, gạc bay nắng xạ màn cho mùi nắng lạc tì khó khó khí đấy spring xài lờ sạch lưu được sạch ruối đem phớ xài lờ là bướn cái xạ màn mùi bướn là về má ọp chơi chì má xạ màn cho mùi sầm tủ cầm láng giảm mạn một chút thôi nhưng xuống chạm đấy mình đấy xem phép cho nào với hai cái này nhé và spring rotational spring torque giảm mạn chỉ mùi nó bùng lạc tì chỉ mũm về rotational damper torque giảm mạn chỉ mùi nó bùng mũm rotational motion map inertia torque dương này sao mà chỉ mùi nó sân tung mùng rồi damper ai các bạn đang phê chén cả làng chi lẽ là cắt này prey tụt từ shaft này bị cùng vừa nhọp ông mà ta shaft robot machine mùi cái crank shaft ấy crank shaft bây giờ ông làm ra phần đang hàng viên bậc càng á chứ hàng viên bậc càng còn việc cái mình bắn prey này cho lọt hà support với hay là shaft vừa nữa chứ ngạp phế nó vì tốt nơi chỗ nào vừa hay là cầm lăng này tốt đôi phế cái lại nó cứ xa mà chỉ mùi nó là bươn mùm nâng nâng mùi chứ nó vì phế nó nâng là rách mòn nhưng mình thưa chỉ ổng có thể mình chỉ thưa chỉ assembly này mechanical element này để cứ phế nó cho lọ sạp hay nâng support vì nâng tạm đó vâng cho nên mình chơi đem phở là ngay mình cho bài thay tập thế nhỉ khả cô ấy cái đó nữa rồi chẳng ai được lại để get for lubrication xem mẹ cho nào vừa cứ sợ tầm miễn vì đã tôi chỉ đem phở ấy nâng này là lại cô nơi bà đang đây nè ok anh ấy còn là fly wheel liên thông ra đây này vừa được cong vô nhé và chương trình chọc này review từ lơ modeling đi và chương bật to một tiết và bồi dưỡng mình chồi dưới đáy này